Là tự tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá thần toàn quốc. Hôm nay em tục lên cho em một clip gồm 9 cây câu nha em. 9 cây câu này là 9 cây câu carbon, có một số cây hàng hệ, hàng săn ít hay da. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho em kiểm tra hàng chính thanh toán, nếu hàng lỗi mà không cho biết em lên á, anh em cứ gửi về cho em. Rồi cảm ơn anh em. Vô cây thứ nhất cho tham khảo. Đây là cây thứ nhất, một cây cần 2m4, 2 đọt, hàng Ryobi. Đó anh em, nó xước cái này thôi nha anh em, có xước cái này, tất cả phần còn lại còn rất là ok, rất là mới nha anh em. Ở phần xước đó là trong quá trình vận chuyển nó bị xước thôi. Đó, hàng super carbon, siêu carbon, hàng chất liệu carbon. Đó, đọt là đọt thấp, dạng này giống như dạng hai chi rồi. Đó, chuyên cho anh em tàu thuyền bè. Đó, hai đọt nha anh em, 2m4, hai đọt, một đọt cứng 20, một đọt cứng 30. Hàng chất liệu carbon sắn anh em. Đó, khó nhìn quá. Đây anh em có thể thấy nó sắn nhẹ đây. Đó. Hàng ngoại hình còn khá là ok, ngoài vết xước chỗ này ra thôi. Đó, là hết rồi. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Đó. Cây này nặng 150g, đọt 1 ly 6, độ cứng 20, đọt 2 ly, độ cứng sẽ là 30 nha anh em. Đó, một cây UB thương hiệu nội địa Nhật, hai khúc. Đó, càng ngoại hình còn khá ok anh em. Đây, test đọt cho anh em xem luôn. Bát Fuji, fan Fuji. Rồi, giá công khai là 900k cộng ship nha mọi người. Đó, đây bát Fuji nha, fan Fuji luôn. Đó, tất cả là hàng nguyên zin nha, không độ chế. Rồi, cái thứ nhất giá 900k, 2m4, 2 đọt. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần của Holy, của Suzumi. Đó, cây Suzumi hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người này. Ngoại hình còn rất là ok nha. Đó, ngoại hình còn rất là ok luôn. Bát là bát đề cao nha mọi người, bát đề cao, bát của hãng luôn. Bát này để máy cực kỳ chắc luôn. Hàng thì phôi nó sẽ là phôi sẵn carbon nha anh em, đây sẵn ít nha anh em. Đó, phèn là phèn Fuji luôn. Đó, đá xám Fuji, ngoại hình còn rất là ok nha, không có xước xát gì nhiều hết. Đó, cây này cứng 50, dài 2m4, chất liệu là chất liệu carbon. Đó, ngoại hình còn rất kỳ đẹp nha anh em, phèn thì ok hết, không lỗi gì hết. Đó, hàng lỗi thì bao lỗi. À, còn rất là đẹp á anh em, cây này thì chuyên cho anh em đánh lăng xê, đánh lăng xê, đánh trên ghe tàu bè. Đó, câu cha câu chép. À, cây này thì nặng là 360g, đọt là 2.4, độ cứng là 50, giá công khai là 900k nha anh em, 900k cộng ship thì anh em được kiểm tra hàng trước hết. Ừ, cây số 2 900k, tất cả phen đều ok hết nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3, cây cần hệ nha anh em, cây cần hệ của Đài Hoa. Đó, cây này là một cây Đài Hoa carbon wicker, cây này nội địa nha anh em. Đó, sáng ít nha anh em, sáng ít từ A đến Z luôn. Đó, sáng ít mà từ đích tới ngọn luôn, bát là bát thu, bát là bát hãng nha anh em, bát hãng của Đài Hoa luôn, bát đề cao. Fan là fan Fuji, bát là bát Fuji. Đó, cái mớp này còn cực kỳ bóng nha nè, cực kỳ bóng và sáng luôn. Cây này thì cứng 30, dài 2m7 nha anh em, cứng 30, dài 2m7, chuyên cho anh em đánh cảm giác, câu trên bến cảng bè thì. Hàng đây ba, hàng đây qua, carbon wicker, sắn hai da, ngoại hình nó gơ tầm khoảng 95% nha nè, ngoại hình tầm khoảng 95%, body vừa ok hết nha nè, sáng ít tới ngọn luôn nha. Hàng nguyên zin, không độ chế gì hết. Keo còn rất là đẹp nha anh em. Đó, keo phen còn rất là đẹp luôn. Cái này đánh lăng xê được khỏi bàn, đánh lăng xê câu chép câu trôi được khỏi khỏi chơi. Đó, đoạn anh em đánh cảm giác cực kỳ đẹp. Carbon wicker hàng đây qua. Rồi, giá công khai cây số 3 là giá 1 triệu nha anh em. 1 triệu, cứng 30, dài 27, nặng là 310g, đọt 2 ly nha.
giá 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 3, cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây cần đại qua cặp quả viết cơ hàng hai da, nhưng mà cây này 3 khúc nha anh em. 3 khúc. Đây, bát là bát đại qua, bát thẳng đại qua đây nha mọi người. Sẵn tết luôn nha anh em, sẵn từ gốc đến ngọn luôn nha. Carbon hai da sẵn từ gốc đến ngọn luôn. Nội địa carbon nguyên cơ. Bát thì là bát đề cao, bát đây qua. Đây nè. Bát này tạo cái độ cong á, cầm vô cực kỳ vừa tay luôn nha. Đó. Ngoại hình còn rất ok anh em, không có xước xát gì nhiều hết. Thì cây này vẫn là một cây cần cứng 30, dài 3 mét nha. Cứng 30, dài 3 mét, 3 khúc. Nặng là 350g, đọt là 2 ly. Giá công khai vẫn là 1 triệu nha mọi người. Giá 1 triệu. Dạng này chia cho anh em câu lăng xê, câu chép, câu trôi, câu cha. Đó. Rồi, cây số 4 giá 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây cần số 5. Cây cần số 5 là một cây cần của cây cần của để em xem, cây này của Olympic nha mọi người, cây cần của Olympic đó. Tem sức đầy đủ nha, cây cần Olympic. Cây này cứng 80, dài 3 m, phen bát fuji luôn nha anh em, cứng 80, dài 3 m, phen bát fuji. Đó. Phen là phen fuji xít luôn nha mọi người. Đó. Sứ cực kỳ dày luôn á. Đây nè. Ngoại hình cán là cán bằng, cần 2 khúc. Phen là phen xít. Dạng phen này đánh gắt nè, ít thao dây nha anh em. Tất cả phen đều ok hết nha mọi người. Bu là bu chống sắn xít luôn nha mọi người. Cái bu này anh em mà mua tầm khoảng 200-300 ngàn một cái bu nè. Cây này cứng 30, dài 3 mét. Hàng này hàng chất liệu carbon pha nên độ dịu nó rất là cao nha anh em. Chia cho anh em câu cha, câu chép, câu chê, đánh chơi, câu lăng xê. Ngoại hình cực kỳ ok nha anh em, phen này khỏi bàn. Cây này nặng 500g, đọt là 3 ly 9. Nặng 500g, đọt 3 ly 9. Ngoại hình cực kỳ đẹp nha. Đó. Vẫn có xuất sắc như clip em quay cho anh em thì em sẽ soi rất là kỹ nha anh em. Đây xuất sắc đây. Đó, phen xít bù trong sắn. Rồi, giá công khai cây số 5, giá công khai là 1 triệu nha mọi người. Cây số 5 giá 1 triệu. Đây nè, bù đây. Đó, cực kỳ ok nha. Phen cực kỳ dày luôn. Giá công khai cây số 5 là 1 triệu. Rồi. Tiếp theo sẽ là những cây hàng hệ của Daiwa và Shimano. Cây số 6 là một cây cần của Holylock. Holylock Daiwa, cần sẵn hai da nha anh em. Hàng này thì khỏi bàn về chất lượng rồi. Đó. Đây, nó có xước xát ở đây nhẹ nha anh em, nó xước xát. Đó, hàng xước xát thì bảo xước xát. Bát là bát fuji, phen là phen fuji. Hàng sẵn ít hai da. Cây này độ cứng 80, dài 2,7 m. Đây nè, xước xác đây, đó, xước lớp sơn đó nè. Đó. Không ảnh hưởng gì chất lượng nha. Đó, càng xước xác thì em báo xước xác. Tất cả phen đều ok nha anh em, không nứt bể gì hết. Cái này mới nhật dán con gồng ở đây luôn nè. Đó, hàng carbon wicker, carbon hai da. Đó, cứng 80 và 27 là thông số cực kỳ chuẩn luôn nha nè. Cứng 80 và 27 là thông số cực kỳ chuẩn cho anh em câu chép, câu cha, câu lăng xê. Đó. Sẵn hàng. Độ cứng nó khá là ok á. Thì cái này ngoại hình xuất sắc, cái này cứng dài nặng 400g, đọt là 3 ly 1.
giá công khai là 1.250.000 anh em, 1.250.000 đó, cứng 80 và 27 thì khá ok. Rồi cây số 6 1.250.000 đây có xuất sắc nha, đó, hàng bán xuất sắc thì báo xuất sắc thôi. Tiếp theo sẽ là cây số 7, cây số 7 là một cây cần Shimano độ mới tầm khoảng 95-96%. Cây này được bọc cái màng bo nha anh em, một cái màng bo rồi đó. Thì hàng này là hàng Hipowa, hàng carbon X đó, sáng X toàn thân luôn. Cây này dài 27, độ cứng H nó tương đương tầm khoảng 80 nha anh em, 80-100 thì hàng sẽ sáng X. Ngoại hình nó cực kỳ mới luôn. Cây này anh em về mà thấy độ xước mà xước sắc nhiều á, anh thêm trả ra liền, khỏi cần nói gì nhiều hết. Đó. Cái phần inox này còn rất là bóng nha anh em. Càng này thêm như là thiếu cái hộp thôi. Độ mới nó gờ tầm khoảng 90-95%. 95% ăn lên nha mọi người. Carbon sáng ít. Cực kỳ mới nha anh em. Hàng này hàng của Shimano. Bát là bát đời cao luôn nha anh em, bát đời cao Shimano, bát Fuji, fan là fan Fuji luôn. Độ cứng là tầm khoảng 80 nha anh em. Cây này nó có đọt tháp nên nó cứng đều vô trong nha anh em. Cây này nặng 300g, đọt 2 ly, giá độ cứng là tầm khoảng 80%, giá công khai là 1.700.000 nha anh em, 1.700.000. Rất là mới nha, bọc cái màng bò cho mấy anh em luôn á. Anh em cần thì báo em chụp cận cảnh cây này cho, vì cái này độ mới nó khỏi bàn. Cây số 7 giá 1.700.000. Tiếp theo sẽ là cây số 8, một cây vẫn là một cây cần hệ của đây qua. Cây số 8 là một cây carbon Victor đời đầu đó. Carbon sáng nhất là sáng nhất đỏ nha anh em. Cây này dài 27, 3 khúc 2 đọt. Đọt vẫn là đọt tháp nha anh em. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Khỏi bàn. Cây này nội địa nha anh em, nội địa. Hàng ngoại hình cực kỳ ok nha mọi người. Chốc sơn một tí thôi, chốc một lớp sơn bóng thôi. Bát Fuji, fan Fuji. Đây qua. Thì cái này dài 27, 2 đọt, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80. Thông số cực kỳ chuẩn cho anh em muốn lăn xe luôn. Cái lăn xe cô cha chép cho. Đến biển. Cái này nặng là 260g thôi anh em, đọt 1.7 độ cứng 50, đọt 2.1 độ cứng 80. Giá công khai là 1.700.000 nha anh em. Giá công khai 1.700.000 cộng ship. Hàng thì ngoại hình đấy, anh em có thể thấy cực kỳ ok nha. Fan ok hết nha mọi người. Fan là fan Fuji ok hết luôn. Khó bàn gì đâu hết. Rồi, giá công khai cái số 8 1.700.000 cộng ship nha mọi người. Tiếp theo là cây số 9, cây cuối cùng, một cây hàng hệ. Đó. Cây số 9 là một cây cần của Daiwa Kenyaki. Đó. Cái lớp sơn của cái cán này nè, nó dễ, rất là dễ chốc luôn. Mà còn độ mới như thế này thì anh em khỏi bàn nha. Thì cái này thì sở hữu dàn phen là dàn phen cầu, phen biển. Đó. Bát là bát Fuji. Sáng nhất toàn thân nha. Bô là bô trong sáng đây. Trong đây dính bụi em chơi vệ sinh nha anh em. Đó, anh em về chịu khó vệ sinh dính cho giúp em. Sáng nhất toàn thân nha mọi người. Đó, hàng bay qua Kenyaki này anh em khỏi bàn này. Cây này thì cứng 120, dài 2m1. Cây này chia cho anh em tàu, ghe, bè, thuyền. Đó. Chuyên đánh bạo lực nha anh em. Đó, săn hàng. Đó. Đây, có muối ăn nhẹ vô mấy bộ phen nha. Đó, hàng này về thì em chưa vệ sinh kỹ nha anh em.
anh em về chịu khó vệ sinh giúp em, đây nó có xước xác đây đó. Anh em săn hàng, săn tra, săn chép, đánh biển thì lấy con này về đánh khỏi bằng bàn. Cái này chỉ dài 2m1, cái này nặng là 380g, đọt là 3.9 ly, giá công khai là 1.9 triệu nha anh em. Phen cầu biển nha anh em, phen cầu biển dạ quang đó, hàng chiên bạo lực luôn. Rồi đó là tổng cộng 9 cái cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.